Ngày 2 tháng 10, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 945, quân Nam Đường chiếm được kinh thành Kiến Châu của Mân, hoàng đế Mân Vương Diên Chính đầu hàng. Năm 1535, nhà thám hiểm người Pháp Jacques Cartier đi ngược dòng sông Saint Laurent tới làng Hochelaga của người Iroquois, nay thuộc Montreal, Canada. Năm 1627, Chu Do Kiểm trở thành hoàng đế Triều Minh, tức Sùng Trinh Đế, là hoàng đế thứ 17 và cuối cùng của triều đại này. Năm 1928, Thánh José María Escrivá thành lập Opus Dei, một tổ chức toàn cầu của người thế tục trong giáo hội Công giáo Roma. Năm 1936, khánh thành tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nối giữa Hà Nội và Sài Gòn, được người Pháp xây dựng từ năm 1898. Năm 1941, chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức bắt đầu tiến hành một cuộc tiến công tổng lực nhằm vào thủ đô Moscow của Liên Xô. Năm 1955, ENIAC chấm dứt hoạt động. Năm 1964, sử thi vũ đạo âm nhạc Đông Phương Hồng Kông diễn tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc. Bạn đang đánh mất 50% khách hàng nếu bán bất động sản mà không có kênh truyền thông online. Bạn đã từng đến các đám đông hay gõ cửa từng nhà để phát tờ rơi về dự án bất động sản? Hay phủ phàng nghe hàng trăm lời từ chối mỗi khi telesale cho người lạ, không ai thèm để ý đến bất động sản của bạn đang giao bán. Bạn cứ cố phải loay hoay để tìm cách sinh tồn và tốn kém rất nhiều chi phí marketing. Đừng làm như vậy nữa. Chúng tôi sẽ giúp bạn các công cụ sinh tồn lâu dài và thăng hoa trong nghề thời công nghệ số. Toàn bộ những kinh nghiệm sẽ được chia sẻ đến bạn trong khóa đào tạo mang tên Marketing Bất Động Sản Thời Công Nghệ. Lộ trình chúng tôi giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tiết kiệm tối đa chi phí marketing. Với 5 chiến lược để thành công với video marketing bất động sản. 3 cách giúp bạn tự tin làm video ngay cả khi không biết gì cả. 6 nguồn thu nhập từ kênh video chưa ai tiết lộ cho bạn biết. 7 bước xây dựng và phát triển kênh video bán bất động sản online cực thịnh. Hãy đăng ký học ngay hôm nay để bước vào hành trình khám phá những bí mật thành công trên Internet và tạo ra sự biến đổi trong sự nghiệp kinh doanh của bạn.